Giới thiệu với tất cả anh em, đây là một con rất là khủng long luôn, đến từ thương hiệu Sharp, có model là V2, rất là nổi tiếng trong cái giới âm thanh. Tại vì em này là một trong những cái chiếc bơm bốc mà khá là đặc biệt, tại vì em nó có thể chơi được guitar bằng cassette và radio. Và em nó có kích thước khá là lớn, rất là lớn luôn chứ không phải là cá, là khoảng tầm hơn 70cm, tức là khoảng tầm 75cm á. Và bây giờ em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của nó cho anh em nghe từ cái guitar này hơn. Đây, chúng ta có một cái phần băng than rất là lớn anh nghe đây. Điều đặc biệt của em này là em này có đến hai kim than, ngay chỗ này nó một kim và ngay chỗ này là hai kim. Thì hai cái kim than này nó có cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ chơi được cả mặt trước và mặt sau bằng cái việc mà AB nè. Chúng ta chỉ cần bấm ở đây xoay chuyển A, chuyển B. Ở ngay chỗ này chúng ta có những cái phím bấm volume rất là thuận tiện, tại vì xoay và cái nút này là nút để dò đàn nên em thấy là phần này dò đàn thì cứ hiểu em sẽ test. Cái phần băng cassette khi mở ra nó cũng rất là thuận tiện. Chúng ta chỉ cần để theo chiều ngang thôi, nó giống như kiểu VCD vậy. Sau đó chúng ta bấm play. Em sẽ qua cái đoạn trắng này trước á. Tôi là người vui chinh chiến dài lâu, nên mong ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.